Sau rất nhiều ngày chờ đợi thì bom tấn Solo Star Wars Story đã chính thức được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Và sau khi bước chân ra khỏi phòng chiếu thì rạp chiếu phim đã khẳng định rằng anh chàng Han Solo cùng với những người bạn của mình hoàn toàn xứng đáng để khán giả mất công phải chờ đợi. Không bật mí cho khán giả nội dung phim, không tiết lộ những tình tiết quan trọng tạo nên bước ngoặt trong phim, Solo Star Wars ngoại truyện đã mang đến một câu chuyện hấp dẫn, gay cấn về tình bạn, niềm tin, lợi ích và quyền lực. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục review của rạp chiếu phim. Solo Star Wars Story lấy bối cảnh thời trẻ của Han Solo trước khi anh trở thành phi công huyền thoại nhất giải ngân hà cùng với dàn vệ binh của mình. Han lớn lên tại một vùng đất chịu sự kiểm soát của đế chế. Han và người bạn thời thanh mai trúc mã của mình là Kira đều là nô lệ và chịu sự bóc lột sức lao động cũng như không có được tự do ở đây. Đứng trước một cuộc sống không tìm thấy ánh sáng của tương lai, Han đã liều lĩnh cùng Kira bỏ trốn. Nhưng giữa họ thì chỉ có một người thành công khi rời khỏi vùng đất tăm tối cùng với những lời hứa hẹn sẽ quay trở lại tìm người kia. Han bắt đầu cuộc hành trình của mình, anh gặp người bạn đồng hành tuyệt vời Chewbacca, tên trộm khét tiếng khắp giải ngân hà Beckett và vua cờ bạc bị bợm Lando Calrissian. Họ bị buộc cùng với nhau trong một phi vụ có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể thực hiện được ước mơ của tất cả mọi thành viên trong đoàn. Bộ phim kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ khi Han bước chân ra khỏi thế giới bên ngoài cho đến khi anh trở thành một phi công tuyệt vời cùng với con chim ó vạn năm của mình. Nhiều người nhận xét rằng nội dung của phim khá dài dòng và lan man khiến cho họ cảm giác buồn ngủ. Nhưng với mình thì mình đánh giá kịch bản của bộ phim được xây dựng khá tốt, đủ dài với những cú hích lớn giúp Han trưởng thành và có cái nhìn càng khác biệt về những câu chuyện diễn ra xung quanh. Cùng với Han thì chúng ta biết được rằng trên con đường trưởng thành mỗi người đều phải đánh đổi, trả giá và có những sai lầm của chính mình. Một người bạn dạy ta biết rằng thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Và một người bạn cũng có thể dạy ta biết rằng từ kẻ thù chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt nhất trong cuộc sống của mình. Chịu áp lực nặng nề với nhân vật Han Solo kinh điển của Harrison Ford, nam diễn viên Alden Ehrenreich đã phải cố gắng rất nhiều để mang đến một Han trẻ tuổi, ngông nghênh và táo bạo. Công bằng mà nói thì Alden Ehrenreich đã hoàn thành tốt vai diễn của mình, đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc xuyên suốt thời lượng của phim. Dàn diễn viên phụ cũng đã làm rất tốt vai diễn của mình, tạo được ấn tượng lớn đối với người xem, đặc biệt là hai nhân vật Beckett và Kira. Diễn xuất tốt của cặp đôi này đã mang đến cho hai nhân vật ấn tượng không hề kém cạnh so với Han. Cách thổi hồn cảm xúc nhân vật vào từng cử chỉ, lời nói và biểu cảm khuôn mặt hoàn toàn chinh phục được người xem. Star Wars ngoại truyện nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả về mặt hình ảnh và kỹ xảo. Ngay từ đầu phim thì đạo diễn đã chiêu đãi người xem với những hình ảnh mãn nhãn trong cuộc đào thoát của Han. Càng về sau thì phần hình ảnh càng trở nên ấn tượng hơn với những cảnh cháy nổ hay những màn chiến đấu trong phim. Phần hình ảnh và kỹ xảo của bộ phim hoàn toàn tạo được sự bất ngờ dành cho người xem với những cảnh có thể khiến cho khán giả nín thở vì sợ hãi, như khi cảnh Han chở phi thuyền suýt đâm vào trong núi ở vụ cướp, hay cảnh phi thuyền dần bị trọng lực của dạ dày hút vào và Han buộc phải thực hiện một cú nhảy không gian để cứu cả đoàn thoát chết. Phần âm thanh của bộ phim cũng được đánh giá tích cực khi tận dụng tốt hệ thống âm thanh nổi của rạp chiếu phim, tái hiện lại chính xác từng tiếng hành động mang đến những vụ cháy nổ cực kỳ chân thực. Solo Star Wars ngoại truyện là một bộ phim tốt với phần nội dung không quá phức tạp và hình ảnh âm thanh kỹ xảo được xử lý tốt từ đầu đến cuối. Bộ phim sẽ mang đến cho khán giả những giây phút giải trí thoải mái dịp cuối tuần này. Hiện nay thì phim đang được công chiếu tại Tuts Cinema cùng với các rạp chiếu phim khác trên toàn quốc. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của rạp chiếu phim. Xin chào và hẹn gặp lại.